Sasha, cho mình chơi với. Không, không. Mở cửa ra coi. Max, mở cửa ra. Không. Tuyệt vời. Wow. Để mẹ xem. À ha, đúng rồi. Wow. Wow. Sasha, mình chơi với nha. Không. Đừng buồn con, mẹ có quà cho con đây nè. Wow! Con xứng đáng bà con yêu. Được rồi. Sasha, cho mình chơi cùng đi. Không, đây là đồ chơi của con gái mà. Wow. À ha. Mẹ ơi, con cần rất nhiều trứng để đi xây lâu đài. Wow, được rồi. Wow.
Cái gì? Oh yeah. Không. Đừng lo, đến đây, mẹ có điều đặc biệt cho con đi. Kem đây, kem đây. Kem siêu ngon đây. Cho mẹ một cây kem dâu đi nào. Được rồi. Kem đây, kem đây, kem siêu ngon đây. Kem ngon ư? Phải thử xem như thế nào. Được thôi. Đây gọi là kem siêu ngon hả? Mẹ không mua đâu. Cho thêm một que nữa đi. Được rồi. Đây là kem của bạn ư? Không, đó không phải là cách làm kem đâu mà. Nhanh nè, lấy đế kem và đặt kem lên trên. Để được rồi. Đế kem và kem. Tốt lắm. Kem đây, kem đây. Để thử lại nào. Con đã biết cách làm kem chưa nào? Chắc chắn rồi. Cho mẹ thêm một que nữa đi. Được rồi. Để kem. Kem. Kem siêu ngon đã sẵn sàng rồi. Làm sao mà ăn được đấy? Sa, chuyện gì vậy con? Nhìn nè. Vậy hãy nướng bánh đi nào. Gọi Max đi con. Được rồi. Max à, đến đây chơi với mẹ và Sa đi nè. Cùng nhau chơi đi. Này các con, chơi cùng nhau thật tuyệt. Yeah, yeah. Đúng rồi. Wow. Oh, wow. Hẹn bạn ở video tiếp theo. Tạm biệt.